ngày xưa nó làm edit video cho tôi thấy là nó cũng không hay, tôi thấy nó không hay luôn. Nhưng mà khi mà nó đăng lên trên TikTok ấy và nó đạt được hiệu quả, nó đạt được là triệu view, thì lúc đấy là tôi biết là cái nhìn nhận của tôi sai. Thì lúc đấy là tôi phát hiện được ra là à, ít ra là hai cái đầu nó cũng hơn là một cái đầu. Nếu mà bây giờ mình mà mở lòng ra, mình cho một cái bạn editor mới mà bạn ấy làm theo cái mà khả năng sáng tạo của bạn ấy, biết đâu là mình sai, cái nhìn nhận của mình sai thì sao, bạn ấy đúng thì sao. Cho nên là không tội gì mà mình không dại gì mình kết hợp được cùng với cả các bạn ấy cả. Mình cứ đưa. Nhá. Hải đang review. Em là lòng xào dưa. Em thì cũng không mong muốn khám kênh lắm. Chỉ là với kênh của em rất kỹ tính trong việc edit. Chính xác thì khó tính trong từng khung cảnh luôn. Nên cho đến giờ em vẫn cày cuốc một mình. Theo anh em có nên mở lòng với một ai đó để làm edit cho mình hay không? Mình sẽ bắt đầu là kênh của thằng Hải Đăng và mình sẽ cho nó cái nhận định khi mà mình sang cá nhân nhé. Hải Đăng review. Mình sẽ cho nó một cái nhận định như này. Mình bị trầm cảm. Một chiếc Q&A nhỏ nhỏ sau 5 tháng làm TikTok. Video này không ai bảo mình làm, càng chắc chắn không có PI gì cả. Trước tiên, mình là Đăng, Hải Đăng Review. Một food reviewer có 1,2 triệu follow trên TikTok và một vài thành tựu nhỏ nhỏ trên các nền tảng khác nữa. Điển hình có thể kể đến cái nút bạc. Đằng sau một chút thành quả ấy là cả một sự cố gắng trong một thời gian dài. Cụ thể là 4 năm làm video trên các nền tảng. Quá trình thì rất là dài, không thể kể hết được. Nhưng trong quá trình ấy, mình đã bị trầm cảm. Đây cũng là một thời gian khó khăn cực kỳ của mình. Mình bị trầm cảm do stress, áp lực, phải làm được điều mà mình dự định và một vài thứ khác nữa. Người bình thường sẽ nghĩ trầm cảm chỉ là thích một mình và làm những cái thứ oái oăm. Cái thời gian mà thằng này nó trầm cảm là tôi bên cạnh nó này. Nhưng thực sự đến lúc bị rồi mới thấy nó rất là đáng sợ, nó rất là kinh khủng. Nó khó chịu trong nội tâm, sợ hãi mọi thứ. Mình thì lại không thể ở mình được, rất là kỳ lạ luôn. Gần một năm chiến đấu với nó như một thứ dịch bệnh gì đấy không có thuốc. Sau này thỉnh thoảng nó vẫn bị lại, kinh khủng lắm. Thế nên là mình rất mong các bạn xem được video này, hãy làm những gì mình thích nhưng mà vừa đủ. Đừng cố gắng quá sức. Nhất định khi quá sức sẽ khiến cho bạn nhận một cái hậu quả gì đó mà không thể lường trước được và rất khó sửa chữa. Thời lượng video ngắn. Trời ơi, mấy bạn mà đặt câu hỏi đừng hẳn đặt câu hỏi trong phần comment, mình không đọc được đâu. Đúng rồi, xem clip kiểu khác của nó nhá. Đồ ăn vặt bà Tuyết này, rồi nấu mì kiểu Hàn. Có một cách nấu mì của Hàn Quốc cực dễ mà lại cực ngon. Anh nghĩ như này Đăng ạ. Tức là tôi tóm tắt lại cái câu hỏi nhá, thì thằng Đăng ấy nó bảo là nó là một thằng quầy giờ ngành gì muối à, lần này phát tài rồi. Tú Mai khám cái tên gia đình cái Duy ơi, xem định hướng ok chưa, lâu lắm rồi chơi mà trở trách ok, để tí nữa xem nhá. Thì cái câu hỏi của nó ấy, đấy là nó hỏi là nó cảm thấy là nó rất kỹ tính trong cái việc mà edit video. Và nó sợ là nó đang không biết là mình có nên mở lòng cho một cái người edit mới ở trên cái kênh của nó hay không. Thì câu trả lời là như này nhá. Cá nhân tôi khi mà tôi chỉnh sửa video và khi mà tôi xem những cái kịch bản của những cái bạn editor bên tôi, đôi khi là tôi thấy là nó kiểu bản thân tôi xem nó không thấy hay. Ví dụ như là cái thời kỳ đầu ấy của những cái bạn editor, tôi nói thẳng luôn là như kênh của Tiến Bịp đi. Thì cái kênh đấy ban đầu khi mà trước khi mà đăng lên TikTok ấy, thì tôi xem kênh này tôi bảo ủa thế này nó hay à, tôi thấy cái kiểu edit này nó không hay. Hoặc là ngay kể cả thằng Đăng ấy, ngày xưa nó làm edit video cho tôi thấy là nó cũng không hay, tôi thấy nó không hay luôn. Nhưng mà khi mà nó đăng lên trên TikTok ấy và nó đạt được hiệu quả, nó đạt được là triệu view, thì lúc đấy là tôi biết là cái nhìn nhận của tôi sai. Thì lúc đấy là tôi phát hiện được ra là à, ít ra là hai cái đầu nó cũng hơn là một cái đầu. Nếu mà bây giờ mình mà mở lòng ra, mình cho một cái bạn editor mới mà bạn ấy làm theo cái mà khả năng sáng tạo của bạn ấy, biết đâu là mình sai, cái nhìn nhận của mình sai thì sao, bạn ấy đúng thì sao. Cho nên là không tội gì mà mình không dại gì mình kết hợp được cùng với cả các bạn ấy cả. Mình cứ đưa với cả các bạn ấy cái KPI. Ví dụ bây giờ em trả lương cứng cho một cái bạn mà edit video đúng không? Edit video lương cứng là coi như là tầm khoảng 8 triệu đấy nhá. Thì bây giờ em cứ bảo là bây giờ giao cho bạn một cái KPI, cứ video đạt được 1 triệu view thì thưởng nóng cho là 300.000 hay là 500.000. Hoặc là tính theo KPI là tính tổng và số lượng view ở phần cuối tháng, tổng bao nhiêu thì đấy nó chính là KPI của bạn đấy. Thì đấy nó cũng là cái động lực để cho bạn ấy kiếm được thêm tiền và cái động lực để cho bạn ấy có cái cảm hứng khi mà bạn ấy đi làm. Còn nếu mà bảo là mình cứ bảo thủ như thế, khi mà em mà cứ bảo là em bảo em là một người kỹ tính ấy, thì khi anh xem sản phẩm này của em ấy, thì anh cũng không thấy em có cái kỹ tính ở trong này. Bởi vì nếu mà người thực sự là kỹ tính nhá, người ta sẽ không bao giờ để những cái phần này nó bị out net. Đây anh lấy ví dụ như thế, đối với cả một người mà làm về media đi, thì cái phần này nó bị out net ở đây, nó tạo ra một cái rất là khó chịu. Thì đối với cả bản thân anh ấy, thì anh coi đây không phải là một sản phẩm kỹ tính.
Nhưng mà đối với em, đây là em đã là hết sức cái phần cố gắng của em rồi, thì ok, không sao cả. Rồi xem tiếp nhá. Đấy, cái phần này thịt này, cái phần mà khay thừa ở đây, nếu như em là một người kỹ tính nhá, thì cái khay khi em lôi ra ấy, nó bắt buộc là phải cái khay mà sạch trơn, trơn tru, và em bỏ ra bằng một cái cách khác mà camera nó không bị che vào màn hình như thế này. Khi em cho vào một cái khung hình như này mà nó vẫn còn một lợn cợn, một hai cái dấu chấm ở đây này, người ta sẽ có cảm giác là nó hơi bị kinh. Đấy là đối với cả cảm xúc của anh khi anh xem cái kênh của em, thì anh có cảm giác như thế thì anh là một người ngoài anh xem. Nhưng mà đối với bản thân của em coi đấy là kỹ tính, nhưng mà có thể là cái người edit của em ấy, người ta kỹ tính hơn thì sao, người ta lại bảo ông Hải Đăng này làm video cầu thả, làm không cẩn thận. Cho nên là thôi, mình cứ cực mở lòng ra em ạ, mình cứ mở lòng ra, mình tuyển thêm một hai bạn edit về video cho mình đi nhá, ít ra có người gánh hộ về cái mình ấy, về cái phần edit video ấy, em còn thảnh thơi đầu óc em làm được những cái công việc khác em nhé. Cảm nhận thôi không hỏi ạ. Anh hài hước tiếp lửa mạnh vờ cờ lờ anh ạ. Cảm ơn em, một bạn giấu tên quay ra.